Em xin chào cả nhà. Hôm nay em lại có mặt ở tại cổng Đông Hoa. Cái cổng Đông Hoa mà chúng ta thường xuyên biết ở trên mạng, tức là lớn nhất Đông Nam Á, đã từng thu mua bao nhiêu tấn củi và đã từng tiếp nhận bao nhiêu chiếc xe máy cày trên mọi miền Tổ quốc, cũng như anh em máy cày chúng ta đã từng biết cổng Đông Hoa. Hôm nay chiều thứ 6, hôm nay là 16 tháng 6 năm 2023, Lê Tuấn có mặt ở tại nhà máy Long Hoa, lớn nhất Đông Nam Á, phường Minh Hưng, thị xã Trân Thành, tỉnh Bình Phước. Lời đầu tiên cho phép Lê Tuấn xin kính chúc cả nhà chúng ta một lời chúc sức khỏe, một lời chào tràn đầy hạnh phúc trong cuộc sống, làm ăn gặp nhiều may mắn. Xin cảm ơn những người máy cày, anh em, các bác, các chú, các cháu thân yêu đang lái máy cày chúng ta. Hôm nay Lê Tuấn thấy một chiếc máy cày Belarus lốc đen 892, trên mình mang nhiều xích xăng. Rất tội nghiệp, một người đẹp đúng không ạ, Belarus, ở Đông Âu, Liên Xô cũ, hôm nay có mặt ở tại đây. Trên người em nó bị chủ nhà xích lại, chắc là đi đá gà đá vịt nhiều quá đúng không, cho nên là bị chủ nhà xích lại. Và hôm nay chiếc xe này độc lạ cực kỳ, là cái bánh trước của tôi đục luôn. Cái bánh trước là 365/80R20, cực kỳ khủng khiếp. Em đứng nó ngang với em là ngang ngực luôn. Rồi, cái cầu của nó là khủng khiếp luôn quý vị. Đây, cái cầu khủng khiếp luôn. Đấy, cầu trước Belarus hai cầu. Rồi, đeo 4 khuyên tạ 45kg một cục. Đây, và bị chủ nhà xích lại. Này là chắc là đi đá gà đánh bài dữ lắm. Rồi, có cabin luôn. Belarus 892 của Turbo. Hệ thống của em hơi này. Đó, tất cả dây như mẹ, khủng khiếp luôn. Rồi, đằng kia xa xa đang tiến lại một em Ford 4006. Đây, đang buôn buôn trên đường để đi về Long Hoa, đổ củi cho Long Hoa. Chết cha rồi, em để quên cái xe bên này chắc là. Đấy, rồi em tiếp tục review một chút cái em này, tức là Bồ Thái, Otani. Em biết Bồ Thái này, Ấn Độ là Bồ Thái này. Rồi, chiếc xe này là đồng tốc, hoặc em đoán là chắc chắn là 40,5. Rồi, cao 1m7, rộng 2m3. Em biết bởi vì em quay liên tục. Rồi, đồng tốc, có một cặp kính Nhật. Đấy, Belarus nhưng có cặp kính luôn. Cặp kính của Belarus nha. Còn em nói là kính Nhật thì em nói xạo một tí, nói vui cao báo của tí. Rồi, đồng tốc đẹp không quý vị? Đấy, nó xoắn luôn cả rác vào này. Đây, quá đẹp luôn. Đây, mỏ, hai cặp mỏ đằng sau tuyệt vời luôn quý vị. Ôi, xe này mỹ mãn nhất. Em thấy lâu ngày mà. Đây, đít dưới rồi nó sáng đổ chất. Úi giời, đổ như đít khỉ. Đây, xe rất lịch sự sang trọng. Không biết xe của ông nào, nhưng mà tuyệt vời luôn. Rồi, đổ củi vào Long Hoa đất không, nó đưa về. Lần sau các bác đổ củi đừng có bỏ đất vào nha, nó trừ hết. Em biết này. Thì tất nhiên là trong khi mình múc đất, mình gắp cây, gốc đất lên thì phải có đất. Nhưng mà có một số anh em thì lại có khi bỏ thêm đất vào để cho nặng, thì người ta bắt hút lên. Đây, thì lần sau anh em cố gắng nha. Rồi, phía sau là có một chiếc rút ra B đời cổ lỗ sĩ. Có một chiếc này nữa, B là rút 890. Đây, chiếc này thì hơi xấu trai. Rồi, lốc đen. Đấy, em quay lên cho các bác một chút. Đây, vỏ của nó luôn đây, 10-00-20, cho các bác tham khảo nha.
Em này cũng bị chủ nhà sổ mũi. Sổ mũi và đeo tạ. Mỗi một cục tạ này này là 45, 45 là 90. 99 là 18, một tạ. Một tạ. Rồi. 4 máy đen xì. Chim to, vu lớn. Cái này mày gặp cháu Tiến thì thôi rồi. Cháu Tiến múc hết, lái máy bay bà già. Rồi đây là có một chiếc nó đang nằm đây. Ngay cổng đông qua, đầu trắng. David. Ơi, không phải. Chắc là phong thủy là xoa màu trắng, chứ còn đúng là cabin. À, cổng đông qua. Cổng đông qua của chúng ta đây. À, các bạn mấy cày đang chuẩn bị đến vào. Đấy. Về thôi, đối bụng rồi. Hỡi. Rồi. Biết rồi, quay rồi. xin xò. Đấy. Rất đẹp cái gì. Phải nói là từ A tới Z luôn. Tức là pun lết luôn. Nói chung là tuyệt vời. Đấy. Vỏ mới luôn, hai cặp. Đấy. Nói chung là không, cái này là chậm hết luôn này nhỉ. Cái này là VIP đó. VIP nhất. Đây, cabin luôn. Đây. Đây, ui, đang ngầm thơm mùi ấy luôn quý vị nhé. Đây. Đây. Phải nói cabin luôn. Còn máy lạnh thì bị ấy rồi. Tài xế lấy bán mất rồi. Bán đá gà luôn này. Đấy. Không bạn. Rồi xin xoa nhất. Đây là hai tài xế đang đứng đây. Bây giờ mình lại mình hỏi thăm tí xem mà đã. Ủa sao à? Cái cháu chưa về mà lại đang đứng đây? À ra tí tiền à? Nhưng mà cho chú hỏi thế là cái xe này phải nói là đúng, phải nói VIP nhất luôn. Cái xe này hiện bây giờ nằm ở đâu chỗ nào đó? Chú là ai? À Minh Thạnh. À Minh Thạnh Minh Hòa vô tiếp. Chú vừa vào cái chỗ xã Minh Đức. Hả? Chỗ mấy thay thực trình dưới hết đó. 70 triệu này gió đó, tôi tính đi. Rồi. Từ chỗ trước tới giờ một. Rồi trước giờ một luôn. Rồi 70 triệu là coi như là thay hết luôn, dàn chân hết. Rồi, full hết luôn. Qua mày mà. Nhưng mà hình như là mình giữ gốc về phải không? Bây giờ gốc này giá nhiêu cho? 66 phải không? Dạ. Ok, rồi đổ xuống rồi nó đưa nó lên để trả về. Không phải trả là mình xin nó về đổ bắt nhà. Dạ. Vừa nãy chú vừa nói rồi. Bảo nói chung là lấy gốc về bán, nhưng mà đôi khi là trong cái gốc nó phải có đất. Đó rồi trong quá trình chạy nó rơi đất ra đúng không? Đấy. Nhưng mà có những ông có khi bỏ đất thêm một tí vào như thế này. Đấy. Nói chung là cái đó là phải có. Đấy. Nhưng mà thằng nó qua nó khôn lắm, bởi vì nó Hàn Quốc là nó đẻ mình ra trước 100 năm. Cho nên nó biết. Cho nên là đổ xuống xong rồi lấy ra rồi bắt đầu quả này hốt lên đem về 4 cây. Rồi bây giờ thứ 6 rồi máu chạy về tim mà về để kiếm xe đi chứ. Giờ chuẩn bị rồi. Vừa bấm rồi. Này đâu có làm nữa rồi chú. Hả? Này đâu có làm nữa rồi. Không. Chú vừa vào mấy đứa chú quay cái cho cháu có biết cái quay là giống anh này. Nó bán luôn cả một cái 6.6 Minh Đức. Chú vào đưa chú bay về thôi. Nhưng mà người ta trả 500 á. Trả máy múc luôn. Cái này mình làm kênh YouTube hả? À, chú lên kênh YouTube Tuấn MC á. À, Tuấn MC đã chấm. Ý là mình quay về là mình nhà được like không? Không, như vậy này chú nói thật là chú đam mê.
Bây giờ chú, nhiều tuổi rồi chú không làm gì cả, thất nghiệp. Rồi chú đi quay này cho anh em nên là có được coi coi của tôi. Còn có tiền. Có tiền, nhưng mà khoảng tầm qua năm chú có tiền, còn bây giờ chú đi chơi kia không? À, tức là phải nhiều liên tục. Để càng nhiều thì người ta coi càng nhiều thì chú lại càng có like. Đó là đầu xúc. Đúng rồi. Đúng rồi. Cái này của chú thì nói chung là chú cảm ơn là bởi vì này nó cũng thông dụng với cuộc sống của anh em mấy cày. Thứ hai nữa thì chú đưa lên thời những mấy cày nó ai cần bán rồi chú lại giúp những người người ta không cần đến. Mà chú quay cho người ta biết rồi là người ta lại người ta mua. Đó là Mai ở Tây Ninh này là chú dẫn mấy ngày nay là chú bán liên tục. Chú bán cái Isuki cho ở trong này xong rồi. Rồi bắt đầu chú bán Mai là chú bán một cái 4.600 ở Minh Thạnh và một cái MBZ. Nhưng mà cứ mà xài chán rồi bán rẻ là ok, mình ít tiền mua hết. Mình có tiếp lý dụ à, đó vậy. Cho nên là cũng được đông đảo anh em đi cùng đồng bạn hưởng ứng và đóng góp cho chú cũng xin cảm ơn rất nhiều. Rồi và bây giờ như thế này đi thôi, rồi chú cảm ơn các cháu nhá. Rồi ok, đây là những người các cháu thân yêu của Lê Tuấn đã từng xem kênh này, thấy chú Tuấn vui vẻ này rồi hồi chết một chút. Còn đây là hai tài xế đấy cả. Rồi nhá, xin cảm ơn rất nhiều. Đấy, đây quý vị này, đây. Đấy, hai anh cháu đấy, đang còn chờ lấy tiền. Và báo giá luôn là giá gốc là... Này, giá gốc số 6 phải không? 660.000 một đờ một ký. Giá gốc. Rồi, 66. Ok quý vị ạ. Rồi, và đây đó thì gặp chiếc Ford. À thôi, chiếc Ford để quay đi. Đây. Ok. Đây quay luôn cái Ford này luôn cho anh em coi được. Thôi. Bây giờ cũng dài rồi. Đây quý vị. Đây. Đấy, giờ này. Đấy. Đấy, anh em mà lấy tiền xong là về đấy. Ok nha, chờ gốc không quý vị nha. Chờ gốc. Đây, lên xe về luôn. Đây, đây, đây. Rồi. Đi đâu? À. Rồi, xin chào anh em về với gia đình nhá. Và xong những ngày lao động lại về với gia đình để thứ 6, đúng không? Gia đình những tài xế về với vợ con, với gia đình thân yêu của mình. Đấy, và bây giờ Lê Tuấn xin dừng tại đây. Xin chúc cả nhà chúng ta một đời chút sức khỏe, một đời giàu tràn đầy phúc. Và nhớ xem kênh like cho Lê Tuấn. Lê Tuấn xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ Lê Tuấn xin dừng tại đây và hẹn lại video sau. Xin chào và tạm biệt cả nhà. Hẹn lại video sau.